Vâng, Mười xin chào cả nhà. Hiện tại thì Mười đang có mặt tại đường An Sơn 44, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay Mười quay lại đây để thăm hoàn cảnh của cụ bà neo đơn. Phía trước đây là căn nhà của cụ bà cả nhà. Thì như video hôm trước Mười chia sẻ rằng là ở đây có một cụ bà là hơn 90 tuổi rồi, nhưng mà không có người thân, không có gia đình, chỉ ở đậu một cái ngôi nhà do nhà nước xây dựng lên đó cả nhà. Thì hiện tại bây giờ thì có một cụ bà 80 tuổi ở hàng xóm là chăm sóc cho bà hàng ngày. Hôm nay thì mời đến đây không biết là có bà ở đây không nữa. Thưa cả nhà, thì hôm nay thì ngày mai là ngày lễ Vu Lan, thì luôn nói chung là hôm nay mời cũng đến đây cũng thay mặt mạnh thường quân có tên là Nguyễn Ngọc Vang, trích ra cái số tiền 500 ngàn mời mua một cái thùng sữa này cho cụ bà. Còn lại 200 ngàn thì mời sẽ đưa cho bà để bà mua thức ăn ha. Bây giờ thì mời vào trong nhà ngay cả nhà. Hôm nay mời đi có một mình thành ra nè. Ồ, có bà nè. Con tưởng con thấy dán dán chó sủa mà không thấy bà, con tưởng là hôm nay không có bà chứ. Vậy là hôm nào gà đến cũng có gặp bà ấy ha. Dạ, quá hay luôn. Dạ bà, hôm nay con mua cho cụ bà một thùng sữa. Dạ, con mua cho hai bà luôn nha. Nếu bà có uống bà dùng bà uống cho mạnh thường quân vui. Dạ. Bà ơi, cho con đây không biết nha, con trò chuyện bà chút ha. Thưa cô chú anh chị, đây là cụ bà hàng xóm, bà Út đúng không bà? Bà thứ mấy? Bà thứ ba Bà thứ ba hả? Bà ba là bà hàng xóm. Rồi nuôi một cụ bà là bên này là hơn 90 tuổi bà hơn ha. Hơn 91 à, 91 tuổi. Đó, bà bên này là neo đơn nha cả nhà. Là có nghĩa là không có người thân, không có con cái gì hết ở đây. Còn bà thì chỉ là hàng xóm mà không có ruột thịt máu mủ gì hết. Nhưng mà lần đầu tiên mời đến đây thì mời cũng rất là bất ngờ. Đến đây thì có hai cụ bà luôn. Mà cụ bà 80 tuổi thì chăm sóc cho cụ bà là hơn 90 tuổi. Cái điều rất là đặc biệt luôn tại nhà. Thì như lúc nãy thì mười cũng ở ngoài đường thì mười cũng có chia sẻ rồi. Thì hôm nay là đầu tiên thì hôm nay là ngày mai là ngày lễ Vu Lan. Con xin kính chúc hai cụ dồi dào sức khỏe. Sau Cảm đó thì ơn con con. cũng thay mặt Mạnh Hồng Quân có tên là Nguyễn Ngọc Vang ở Canada mua cho hai cụ bà một thùng sữa. Với lại còn lại là 200 ngàn con gửi bà để mua mắm thịt cá gì cho hai cụ bà ăn cho vui ha. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi mấy lâu nay rồi có Mạnh Thường Quân đến đây thăm không bà? Ít lắm con. Dạ. Nói chung là cuộc sống giờ cũng Vậy cuộc gặp nhiều sống khó giờ nó khăn. cũng chật vật con, khó Dạ. khăn. Nghe chó sủa mà không biết ai. Dạ, con nghe chó sủa mà con thấy bà không có dòm ra, con tưởng chắc hôm nay bà không có ở đây chứ. Chó có ở đây chứ. Ủa nước là bà mua một lần luôn sao mà nhiều dữ hả? Một lần là 9 thùng. Ta cho tiền á, góp lại mua. Là có nghĩa là Mạnh Thường Quân cho à? Cũng như trần số cũng như người ta lại người ta cho rồi, rồi mình góp tiền lại để đó Dạ. để mình mua uống Dạ. nó sạch, cho nước dưới dơ lắm, Dạ. nước dưới kia có tắm rửa được thôi. Nói chung là rất tiếc là cụ bà hơn 90 tuổi này là nặng tai. Nói được nhưng mà nặng tai. Nặng tai rất là nặng luôn á, là nói không có nghe. Họ nói không có nghe đúng rồi. À bà ơi, cái tivi sao? Có sửa được chưa? Nó không y đi sinh không có sổ con Ủa hư khỉ luôn vậy. hả? Còn y vậy Trời nó ơi. mất tín hiệu, để cho có hình nộm thôi. Buồn quá ha. Có nghĩa là cái tivi này là trước đây là cũng Mạnh Thường Quân cho ha. Nhưng mà bây Này từ giờ thiện cho nó từ hư đó cả thiện nhà. Bà có kêu thợ sửa chưa? không không có đâu có đi đâu mà sửa, đâu có biết đâu Nếu mà mà có tivi ha, cụ bà ngồi xem cũng vui ha. Ủa không có mà giờ tivi không ha, có tiếc quá. để như chịu thôi. Dạ. Ồ, cô chú giờ mà con chia sẻ với em mà được cô chú Mạnh Thường Quân mà hỗ trợ cho cái tivi là quá tuyệt vời luôn. Cái tivi thì chắc nay chắc cũng phải, nếu tivi loại này chắc khoảng 3 triệu rưỡi. Mua tivi thường thôi, tivi có hát được thôi. Dạ. Cũng như Mạnh Thường Quân hát cho cái tình hình mà đừng mỏng vậy,
biết sao không, nó có tiền hình thường mà mình thường hát cục cục à, cái đó thì rẻ tiền lắm bà. Rẻ tiền mà cái mà cục cục nó hiện như rẻ, nó rẻ tiền mà kia mất tiền lắm, mà tội nghiệp cho mấy người kia góp đợi tiền tiền đó. Dạ, nói chung là nói thì nói vậy thôi chứ còn mạnh quân cho chừng nào là con nhận chừng đó thôi. Dạ, bởi vậy nhưng hả? Mà cái loại tivi cỡ này thì khoảng 3,5 triệu. Con nói vậy thôi chứ còn mà tivi thường thường cục cục á, cái mày cái loại đời cũ á nó rẻ tiền. Rẻ tiền mà nó chứ rẻ tiền mau hư. Mà này giờ vậy mà còn hư đừng nói chi gì. Hai cụ là cứ đâu có coi được đâu, nó có hát rồi. Từ nay chú có là bắt lên cái có tín hiệu thôi, mất tín hiệu rồi thôi không sự vô phương rồi. Bà có biết bà này là tên gì không? Trần Thị Xê. Ủa, biết luôn ha, có giấy tờ luôn ha. Có giấy tờ mà lâu rồi ta hồi ở nhà cửa rồi bà đốt cháy hết mẹ nó tương rồi. Trần Thị Xê. Dạ. 91 tuổi á. Nói chung là tên giấy tờ là bà sinh ra ở đâu bà? Ở đây, tại đây mà cha mẹ chết hết rồi. Giờ anh chị em cũng anh có người anh mà cũng chết luôn rồi, mà ông thứ hai còn bà thứ ba. Chết hết rồi, giờ còn mình cô đơn của mình bả thôi. Nó hồi trước đây bà có chồng không bà? Không. Không chồng à? Bả cô đơn mình bả chứ có chồng con gì. Phải có chồng con mà đâu có ra có tật quyền vậy. Rồi tính ra là bà chăm sóc cụ bà này là bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Năm, bữa hôm trước là bà nói là 4-5 năm gì đúng không? Hơn nữa. Lâu lắm rồi. Thì tính mình không có tính mà kệ săn sóc chứ đâu có tính chi gì khác gì. Nói chung lần nào đến gặp bà ở đây thấy bất ngờ mà lúc nào cũng gặp bà hết. Hên đó. Nhưng mà buồn quá, cái tivi mà có được bình thường thì hai bà ngồi dồm tivi cũng vui. Coi cũng vui chứ cái này có tình hình. Bà có xài điện thoại không? Hả? Có xài điện thoại không? Điện thoại không biết bà có biết xài không? Không biết xài. Cũng là lớn tuổi mà. Lớn tuổi rồi, quên lắm mà như vậy giờ có điện hình nhà coi được rồi. Vậy mà nó này nó có hát lấy gì coi. Ông xã bà còn khỏe không bà? Ông xã ông chết này mấy năm. Mấy năm chết. Bà có mấy đứa con? Năm đứa con mà đứa giờ còn bốn đứa à. Rồi mấy đứa ba con trai. Mấy đứa con rồi biết bà qua đây rồi chăm sóc cho cụ bà nữa là có phản đối gì không? Biết chứ. Có nói thì gì giờ không? Họ nói gì thì này nói chứ săn sóc là sóc mà đâu có gì nữa, vậy nó còn mừng nữa. Dạ. Làm nó cũng như còn hơn đi chùa đúng không? Hơn đi chùa đúng rồi. Dạ đúng rồi. Chứ mình đâu có làm gì mà bậy bạ đâu, mình làm như có cái cúi đức thôi chứ có gì đâu. Dạ. Đâu phải mình làm bậy bạ chém giết ai hay cắt cổ ai đâu, nó nói nó còn này mình làm mình cũng như làm từ thiện vậy thôi. Dạ. Vậy đâu. Rồi tiền bạc rồi sao bà có chừng nào ăn chừng đó hay sao bà có đủ không bà? Có nhiêu ăn nhiêu. Bà có nghĩ trong cái thời điểm khó khăn này cũng ít mạnh thường quân á ghé đến đây đúng. Thăm rồi cũng túng thiếu nhiều ha. Đúng rồi, này từ hôm mà dịch tới nay á. Yeah. Kẹt lắm, bây giờ ai cũng vậy rồi, không hay mình dân mình nghiệp cũng khổ nữa chứ đừng nữa. Xí nghiệp rồi người ta nghĩ mẹ nó trơn đâu có ai làm đâu. Bà cho hỏi là bà là chỉ làm gì thôi có đi được không? Có bò được không? Lết. Lết rồi. Lết đây đó. Rồi ví dụ tắm rửa rồi làm sao? Lết xuống. Cái chắc nước vô tắm. Có nghĩa là lấy ra mấy cái lưu này đó. Cái lưu đó. Cái tắm. Nhưng mà bà phải phụ chứ. Hả? Chắc bà là phải phụ thêm nữa đúng không? Thì bà lết xuống thì mình tắm. Bà chứ bà làm sao phải tắm được. Đó. Vậy ngày nào cũng tắm hết. Thì 2-3 ngày tắm ngày rồi. Lau chùi rồi vậy ăn thua mình sẵn sóc sạch sẽ được rồi. Chứ không sạch sẽ nó không. Con nghĩ chắc sao? Hai bà cũng có cái duyên kiếp trước mới làm được cái điều mà đặc biệt này chứ con nghĩ đúng là ai có đơn giản vậy trơn. Làm. Đúng rồi, ai cũng nói hết trơn. Mình rồi, làm gì thì rồi bà qua đó bà ở rồi thứ nhất là không có tivi, thứ hai là bà nặng tay không có nói chuyện được rồi có buồn không? Không. Bà thì dụ mạnh bà ngủ bên tôi ngủ. Chứ đâu có nói chuyện với ai đâu. Bà biết mà nói chuyện là làng là xóm mà ai không biết ngoài đường họ nói cãi lộn với bà chứ không phải vậy. Bà biết mà 10 chuyện mà biết bà nghe được chuyện không. Hôm trước con chia sẻ video lên nhá, rất là nhiều khán giả rất là ngưỡng mộ cái tâm của bà luôn á. Con nghĩ rằng là rất là dạ đúng rồi nói bà có nghĩa là không có ai mà làm được như bà đâu, hiếm lắm. Nghĩ đúng sao rồi. Mà cụ bà hàng xóm mà bà 80 tuổi rồi cũng có gia đình cũng có con cái mà bà tâm huyết của bà lo cho cụ bà ăn uống này tắm rửa này
Bây giờ là lo bài giống như một em bé rồi đó. Đúng rồi. Đo đơn giản. Hết tóc con rồi ta lấy kéo ta nhét bậy bạ nó cho nó sạch sẽ, cho nó gọn thôi chứ đâu đâu có làm gì cho sạch sẽ ấy được. Kể làm cho gọn cho nó mát mẻ ba thôi. Chứ đâu có làm gì được đâu. À, bởi vì Mạnh Thường Quân cũng có liên hệ với con cũng thời gian trước cũng nhiều lắm, nhưng mà do bà biết sao cái đường Ân Sơn 44 là cách cái bờ kênh. Nếu mà rất tiếc là bà hai cụ bà không có ai có số điện thoại hết. Nếu có số điện thoại thì dẫn đường thì dễ. Đâu biết điện thoại đâu. Trời đất ơi, giờ điện thoại từ thiện một lần nó cho nó bà biết sai không sai lấy làm gì. Nói chứ, ở trong này là cái chùa gì bà? Chùa đó nó chùa Thì Mành. Ông chủ chùa ông chết rồi thấy ông khác vô. Thưa cả nhà, đường này là đường An Sơn 44. Đầu đường An Sơn 44 đi vào trong này cỡ khoảng 150 mét. 150 mét là phía bên ta phải là khu ở bề kênh á, là nhìn là thấy ngôi nhà nhỏ như thế này. Ở ngoài đường dần dần. Cái là cô chú anh chị á, là hỏi thăm là cụ bà neo đơn là ai cũng biết hết. Nói nhà cụ bà neo đơn là biết liền. Đầu đường An Sơn 44 là cách 150 mét này cả nhà. Ngoài đường vô đây 150 mét chứ gì. Nói chung là con chia sẻ rồi, cũng mong là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á cho gạo mắm muối để cho bà sống qua ngày, hoặc là tiền. Bởi vì bà thấy lúc nào con đến thấy bà cũng có sữa uống nè. Chắc bà uống sữa cũng nhiều lắm ha. Chứ nè đâu có cái bô này là để dùng đi vệ sinh luôn đó bà ha. Vệ sinh á, thấy mơ bữa nào cũng đổ hết chứ không có để mà không có để vậy. Để vậy nó hôi lắm. Chứ để vậy chú hồi chú ngồi đây giờ chú hơn nghe hậu rồi không dạ đúng rồi mà đặc biệt con đến đây là không có mùi vậy trang không. Chắc là bà cũng dọn dẹp sạch sẽ sạch sẽ của nhà cửa sạch sẽ không có gì hết trơn. Rất là gọn gàng sạch sẽ, tuy là cái nhà rất là nhỏ rồi nha. Nhà nhỏ thì chỉ mà có một cái phòng thôi, nói chung là che mưa che nắng thôi chứ còn không có ngăn nắp gì hết. Tại mình lo cho bà phải lo cho tròn bổn phận chứ. Đâu có để người kia nói làm sao. Rồi bà có khi nào bực mình có la nói gì không? Không có bà? Chứ. Có à? Tại vì sao bực mình biết không? Bà biết mình nói không nghe. Rồi mình nói đàn bà nghe ngã đó vậy rồi mình la vậy thôi chứ không có gì. Chứ hỏi như lớn tuổi rồi, mày tao nói mày nói tao nghe, tao mày nghe, còn bà nói 100 chuyện nghe chừng 2-3 chuyện còn nhiêu bỏ về tay hết, đâu có nghe được đâu. Khổ cái đó. Vậy hôm nay con đến con thăm lại hai cụ ha. Rồi một lần nữa thì con lễ Vu Lan con cũng chúc hai cụ dồi dào sức khỏe. Cảm ơn con. Xin phép con về bà ba. Cảm ơn con nhiều nha. Bye bye. Tội nghiệp. Giờ chị nào thì thấy chứ nói gì cũng nghe hết. Giờ mà nó xấu cũng thua luôn. Nói gì dòm chứ có nghe đâu. 91 tuổi rồi đó. 91 tuổi nào cũng còn mấy tháng nữa 91 tuổi chứ gì. Dạ. Thôi, con nhiều nha. Dạ, rồi con về nha. Rồi, dạ. Xe Honda đi. Con đi xe Honda, con dựng ngoài này. Nghe cái cắt mà không biết nghe cái sổ quá trời không biết ai nằm xuống nữa. Rồi mong là cô chú anh chị xem được cái video này giúp cho hai cụ bà một cái tivi nhỏ nhỏ để cho hai cụ bà xem cho nó vui. Bởi vì ở đây thì vắng lắm cả nhà. Ở vắng ở phía bên cạnh đây là cái vườn cây măng cụt. Bên này ở bên này cũng có cái nhà nhưng mà nói chung là ở đây ai cũng đi làm hết, rất là buồn. Cô chú anh chị xem được cái video này, hỗ trợ cho hai cụ bà một cái tivi ha. Rồi, mời xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Mời xin kết thúc video. Xin chào, tạm biệt ông bà, cô chú anh chị ạ.